Nếu như được để mà vạn sự nó hanh thông tốt lành nhất thì thật ra là cái việc mà chúng ta thờ cúng cái đồ gì ấy, chúng ta thờ cúng đồ chay hay đồ mặn ấy, thì trước hết là chúng ta phải đạt được cái sự Vâng, xin chào các bạn. Tôi là Phùng Phương, chuyên gia phong thủy của Hiệp hội Phong thủy Thế giới và là chủ tịch của công ty cổ phần thiết kế phong thủy Phùng Gia. Sau khi nhận những cái câu hỏi thắc mắc của nhiều người về cách cúng đồ cúng gia tiên thì tôi nhận ra rằng là chúng ta vẫn chưa hiểu hết và thực sự thực hành đúng về phong tục tốt đẹp này của tổ tiên ông bà chúng ta. Và một trong những cái việc mà các bạn đang có ý kiến trái chiều rất là nhiều đó là khi chúng ta cúng thì nên cúng đồ chay hay là cúng mặn. Vậy thì trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái quan điểm về cúng chay hay cúng mặn sau khi mà tôi đã hỏi rất nhiều những vị thầy ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là vị thầy nghiên cứu về văn hóa phong tục Việt Nam. Trước tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái khái niệm mà một người nghiên cứu văn hóa, một nhà nghiên cứu văn hóa đã chia sẻ với tôi, đó là cụm từ thần thức. Thần thức có nghĩa là khi mà có một người mất đi thì vẫn còn lưu lại một cái phần là cụm từ thần thức. Và cái phần thần thức này của gia tiên thì được biểu hiện thông qua việc là ông bà tổ tiên, ông bà tiền tổ hiện về ngự trên ban thờ và phù hộ cho con cháu được bình an. Tuy nhiên, muốn kết nối được với cả phần thần thức này của gia tiên thì con cháu cần thực hiện cái nghi thức gọi là cúng lễ. Đây chính là thể hiện cái tấm lòng thành kính và ước mong báo hiếu của những người con ở thế hệ sau. Vậy thì cái phần thần thức này nó có liên quan gì tới việc cúng chay hay là cúng mặn? Thì tôi chia sẻ với các bạn trước hết về một cái nghiên cứu này. Thì tôi đã đọc một cái nghiên cứu nói rằng 80% những cái ca mà phạm tội, 80% những cái tội phạm thì đều có xuất thân từ những gia đình có nguồn gốc hoặc là có nghề nghiệp bất lương, ví dụ như là việc buôn bán ma túy hay là cờ bạc hay là làm giàu trên thân xác của phụ nữ. Ở những cái gia đình đó ấy, thì cái phần thần thức của gia tiên luôn là bị ảnh hưởng bởi môi trường không lành mạnh. Thì dù có cúng bái mâm cao cỗ đầy đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng không thể siêu thoát được về cái cõi giải thoát, mà họ sẽ bị trầm luân vào những cõi luân hồi. Và đương nhiên rồi, âm không siêu thì dương không thể thái. Vì thế nên trước hay sau, những cái gia đình đó thì sẽ cũng gặp những cái tai ương khó lường mà thôi. Tiếp theo cũng cái nghiên cứu này thì cũng chỉ ra rằng là những cái mâm cúng ấy mà có nhiều đồ rượu thịt thì sẽ khiến cho những cái phần thần thức ấy trở nên nghiện những cái thứ này. Đó là nghiên cứu của một nhà nghiên cứu Tây Tạng, cũng là một người xuất gia, cũng là một nhà tu hành, và họ đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng là những cái mâm cúng như vậy nó sẽ làm cho cái phần thần thức của những cái người đã khuất ấy trở nên nghiện những cái thứ đó. Thì có nghĩa rằng chúng ta cúng gì thì họ sẽ nghiện những cái thứ đó. Thì cái phần thần thức đó khi mà mới hình thành nó rất là non yếu, nên nếu như chúng ta thờ cúng gia tiên mà thờ cúng đồ mặn thì sẽ làm cái phần thần thức này, vô tình sẽ làm cái phần thần thức này càng càng ngày càng rời xa cái sự thanh tịnh. Và đó là quan điểm của đạo Phật. Ngoài ra còn có những cái quan điểm rất là phổ biến nữa, đó là khi những cái người đã khuất, chúng ta luôn muốn là cúng cho họ những cái đồ, những cái thức mà khi còn ở tại vị, tại dương trần, họ vẫn thường thích ăn. Ông bà tổ tiên của chúng ta vẫn thường thích ăn, đúng không ạ? Ví dụ như tôi có bà nội, tôi vẫn nhớ lại, bà nội tôi rất là thích ăn dưa hấu, nên là trong bất kỳ một lễ nào tôi cũng thấy bố tôi cúng dưa hấu. Trong bất kỳ một lễ nào cũng bảo tôi đi mua dưa hấu. Thì đó là thể hiện cái sự hiếu thuận của chúng ta đối với ông bà. Vậy thì các bạn hãy nghĩ lại xem, nếu như chúng ta cúng đồ chay
Mà những người ông bà tổ tiên của chúng ta khi mà còn tại vị ở trên trần thế này, họ có thích đồ chay không? Họ không thích đồ chay mà ta cúng đồ chay thì liệu họ có cảm thấy rằng chúng ta thành tâm với ông bà tổ tiên không? Thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Và nếu như được để mà vạn sự nó hanh thông tốt lành nhất, thì thật ra là cái việc mà chúng ta thờ cúng cái đồ gì ấy, chúng ta thờ cúng đồ chay hay đồ mặn ấy, thì trước hết là chúng ta phải đạt được cái sự đồng thuận ở trong gia đình đã, chứ không phải là vì cái việc mà chúng ta tôi thì đương nhiên là tôi ủng hộ cái quan niệm là cúng đồ chay rồi, vì tôi là ăn chay trường mà. Nên nhưng gia đình của tôi thì bố tôi lẫn mẹ tôi cũng là người tu hành rất là lâu năm rồi, cũng là người quy y rất lâu năm rồi, nhưng ông bà cũng vẫn có quan niệm rằng là người sống là người mất đi, trước kia họ tại thế như thế nào thì bây giờ mình cũng vẫn phải cúng như vậy. Thì nên là gia đình các bạn nếu như cũng chưa được có sự đồng thuận ấy, tốt nhất là chúng ta cúng cả chay cả mặn. Và nếu như cúng cả chay cả mặn thì sẽ là hoàn hảo nhất, hoàn mỹ nhất. Cúng cả chay cả mặn thì như thế nào? Chúng ta cúng cả chay cả mặn ấy thì sẽ phải tuân theo cái nguyên tắc là chay trên mặn dưới. Chay trên mặn dưới nghĩa là như này. Các bạn có nhớ rằng là ngày xưa các cụ hay gọi cái ban thờ của chúng ta là cái gì không? Ban thờ là cái gì ạ? Là cái giường thờ, đúng không ạ? Giường thờ có nghĩa rằng là cái ban thờ đó là nơi nằm an nghỉ của các cái linh hồn của gia tiên chúng ta. Vậy nên những nơi mà để mà yên nghỉ như vậy, đương nhiên sẽ phải chay tịnh rồi. Chúng ta mà cho những cái đồ đồ ăn, đồ uống mà nó hôi tanh như vậy lên trên ban thờ ấy, thì cũng sẽ làm cho ô uế những nơi mà an nghỉ như vậy. Nên trên ban thờ, trên cái khám thờ ấy, thì chúng ta hãy bày những đồ chay, bày thanh bông, hoa quả và những đồ chay như là xôi, đúng không nào? Xôi này, rồi hoa quả này, rồi là những cái canh canh rau củ chẳng hạn ấy, thì cũng đều có thể là bày trên mâm chay được. Còn ở mâm sau đó là chúng ta làm một cái bàn ở dưới, làm một cái bàn ở dưới và chúng ta cúng đồ mặn, thì các cụ nhà chúng ta có thể ăn cả đồ chay và cũng có thể thưởng cả đồ mặn. Thì như vậy chúng ta sẽ đạt được cái viên mãn ở trong cái công việc thờ cúng về tâm linh. Tất nhiên rồi, tôi đã nói với các bạn rất là nhiều lần rồi ạ. Thờ cúng thì nó phải xuất phát từ tâm, nó phải xuất phát từ cái lòng thành kính của chúng ta. Chứ các bạn đừng tôi thấy có nhiều nhà thì cúng chay. Tôi thấy có nhiều nhà thì cúng chay ở trên, sau đó là mời tôi tới vì nhà đó là có nhờ tôi tư vấn ban thờ mà, nên là có mời tôi tới làm lễ tân gia gì đó. Thì ở trên mâm cỗ ấy, cả ở trên ban thờ lẫn là cái bàn con ở dưới đều toàn đồ chay. Thế nhưng mà một cái mâm linh đình gần 10 mâm toàn là đồ mặn và rượu chè tràn ngập luôn. Và đến cái bữa đó thì những cái bậc trên, vì gia chủ đó là con thứ mà, con ở dưới mà, nên là những bác ở trên tới và có cái xích mích và to tiếng là gia chủ rằng tại sao cúng chay mà gia chủ lại dùng mặn, như thế là không tôn trọng, như thế là không thành kính với bề trên. Thế là rồi là cả cái buổi lễ đó tự nhiên là bị không khí rất là nặng nề. Tôi cũng không thể hiểu rằng các bạn cứ quan tâm đồ chay đồ mặn, các bạn cứ quan tâm là cúng bao nén hương, các bạn cứ quan tâm là ban thờ để đặt sắp đặt như thế nào, mà cái tâm của các bạn còn chưa tịnh, cái tâm của chúng ta còn chưa tịnh, cái tâm của chúng ta còn sân si với nhau như vậy, thì ông bà tổ tiên của chúng ta quan tâm đâu có quan tâm tới là sắp xếp những đồ vật gì ở trên ban thờ đâu. Họ chỉ những người ông bà tổ tiên của chúng ta, đương nhiên rồi, chúng ta là con cháu, ông bà tổ tiên luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với con cháu, và cái điều mà làm ông bà tổ tiên của chúng ta vui mừng nhất, làm ông bà của chúng ta cảm thấy là viên mãn nhất, đó chính là cái sự trưởng thành và thành đạt của những người con cháu trong gia đình, có đúng không ạ? Hãy sống sao để mà ông bà tổ tiên của chúng ta nhìn cái cách sống của chúng ta mà ông bà tổ tiên cảm thấy là vui mừng, cảm thấy là muốn phù hộ độ trì cho chúng ta, chứ không phải là ông bà tổ tiên của chúng ta phù hộ độ trì của chúng ta cho chúng ta vì cái mâm cao cỗ đầy đâu. Không phải ông bà tổ tiên của chúng ta phù hộ độ trì cho chúng ta vì những cái đồ lễ đồ vật đắt tiền chúng ta bày trí ở trên ban thờ đâu.
thì các bạn đang hiểu sai mất cái truyền thống tốt đẹp của cha ông chúng ta ngày xưa rồi. Các bạn đang hiểu sai mất cái truyền thống tốt đẹp của cha ông chúng ta từ xưa tới nay rồi. Và tôi xin cũng kết thúc cái chia sẻ ở đây. Và tôi mong rằng những bạn đang xem video này sẽ chia sẻ hơn nhiều người nữa để mà hiểu được hơn về cái phong tục tốt đẹp của ông bà chúng ta. Chứ đừng hiểu sai. Hiểu sai mà lại cứ theo mong máy móc như vậy ấy, đó là sỉ nhục cổ nhân đấy. Và trong những video tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những kiến thức về phong thủy trên kênh Phong Thủy Phùng Gia này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.